khu vực Tây và Trung Âu. Khu vực Tây và Trung Âu nằm hoàn toàn trong đới ôn hòa. Đây là nơi được khai thác từ lâu đời, tập trung nhiều quốc gia công nghiệp phát triển, có nền kinh tế đa dạng. 1. Khái quát tự nhiên. Khu vực Tây và Trung Âu trải dài từ quần đảo Anh, Ireland, qua lãnh thổ các nước Pháp, Đức, Ba Lan, Slovakia, Romania, Hungary, Áo, Thụy Sĩ. Địa hình gồm 3 miền, miền đồng bằng phía Bắc, miền núi già ở giữa và miền núi trẻ ở phía Nam. Hình 57.1 là lược đồ tự nhiên khu vực Tây và Trung Âu. Ảnh hưởng của biển đối với khí hậu rất rõ rệt. Quan sát hình 57.1, hãy giải thích tại sao khí hậu ở Tây và Trung Âu chịu ảnh hưởng rõ rệt của biển. Càng đi về phía đông, ảnh hưởng của biển càng giảm dần. Ven biển phía Tây có khí hậu ôn đới hải dương, sông ngòi nhiều nước quanh năm. Vào sâu trong đất liền có khí hậu ôn đới lục địa, sông ngòi đóng băng về mùa đông. Miền đồng bằng Tây và Trung Âu nằm giáp biển Bắc và biển Baltic, trải dài từ Bắc Pháp qua lãnh thổ Ba Lan. Phía Bắc có nhiều đầm lầy và hồ, đất xấu. Phía Nam là những dải đất sét pha cát mịn, màu mỡ. Vùng đất thấp ven biển Bắc hiện nay đang tiếp tục lún xuống mỗi năm vài cm. Miền núi già Tây và Trung Âu nằm ở phía Nam miền đồng bằng là miền núi uốn nếp, đoạn tần. Địa hình nổi bật là các khối núi ngăn cách với nhau bởi những đồng bằng nhỏ hẹp và các bồn địa. Miền núi trẻ Tây và Trung Âu gồm các dãy Alp và các Pass. Dãy Alp đồ sộ, uốn thành một vòng cung dài trên 1.200 km, gồm nhiều dãy núi chảy song song, với các đỉnh cao trên 3.000 mét, có tuyết và băng hà bao phủ. Dãy các Pass là một vòng cung núi dài gần 1.500 km, thấp hơn dãy Alp. Trên các sườn núi có nhiều rừng cây, khoáng sản, có sắt và kim loại màu. Đặc biệt vùng chân núi phía đông có nhiều mỏ muối kali, khí thiên nhiên và dầu mỏ. Tiếp giáp với dãy các Pass là bình nguyên trung lưu và bình nguyên hạ lưu sông Danube. 2. Kinh tế. A. Công nghiệp. Phần Tây và Trung Âu là khu vực tập trung nhiều cường quốc công nghiệp của thế giới như Anh, Pháp, Đức. Ở đây các ngành công nghiệp hiện đại như cơ khí chính xác, điện và điện tử, hóa dược phát triển bên cạnh các ngành công nghiệp truyền thống như luyện kim, dệt, may mặc, hàng tiêu dùng. Đây cũng là nơi có nhiều vùng công nghiệp nổi tiếng thế giới như vùng Ruhr ở Đức và nhiều hải cảng lớn như Rotterdam ở Hà Lan. B. Nông nghiệp. Phía Bắc miền đồng bằng Tây và Trung Âu trồng lúa mạch và khoai tây, phía Nam đồng bằng trồng lúa mì và củ cải đường. Ở vùng đất thấp ven biển Bắc, người dân Hà Lan xây đê ngăn biển, đào nhiều kênh tiêu nước, cải tạo đất, chuyên thăm canh rau, hạt giống, hoa, chăn nuôi bò sữa, vân vân để xuất khẩu. Miền đồng bằng Tây và Trung Âu là nơi khu vực có nền nông nghiệp thâm canh phát triển đa dạng và có năng suất cao nhất ở châu Âu. Trên các đồng cỏ ở vùng núi, người ta chăn nuôi bò và cừu. C. Dịch vụ. Các ngành dịch vụ phát triển mạnh ở khu vực Tây và Trung Âu, chiếm trên 2/3 tổng thu nhập quốc dân. Các trung tâm tài chính lớn là London, Paris và Zurich. Dãy Alp đồ sộ, phong cảnh núi non hùng vĩ, thu hút nhiều du khách đến nghỉ ngơi, leo núi, trượt tuyết, đem lại nguồn lợi lớn về du lịch. Tóm tắt bài, khu vực Tây và Trung Âu gồm 3 miền địa hình, miền đồng bằng, miền núi già và miền núi trẻ. Tây và Trung Âu tập trung nhiều cường quốc công nghiệp hàng đầu của thế giới. Đây cũng là nơi có nhiều vùng công nghiệp nổi tiếng, nhiều hải cảng lớn, nền công nghiệp phát triển đa dạng và có năng suất cao nhất châu Âu. Các ngành dịch vụ phát triển chiếm trên 2/3 tổng thu nhập quốc dân. Câu hỏi và bài tập. 1. Nêu đặc điểm của 3 miền địa hình ở khu vực Tây và Trung Âu. 2. Dựa vào bảng số liệu dưới đây, tính thu nhập bình quân đầu người của mỗi nước. Nêu nhận xét về cơ cấu tổng sản phẩm trong nước, GDP, và rút ra kết luận về nền kinh tế của các nước trong bảng, số liệu năm 2000. Các em hãy nhờ các bạn học cùng lớp đọc những số liệu trong bảng này nhé.